Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của 12 con giáp từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch. Thì chúng ta biết cái tháng 2 âm lịch nó là tháng Đinh Mão. Nó khởi từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 dương lịch. Đó. Vậy thì trong cái thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch thì đâu sẽ là con giáp may mắn, đâu sẽ là con giáp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta biết mỗi người sinh ra thì đều có một cái số mệnh khác nhau, và ứng với mỗi cái thời điểm thì cái may mắn nó cũng sẽ khác nhau đối với từng người. Vậy thì ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái thời điểm may mắn cũng như là thời điểm mà quý vị cũng cần phải lưu ý trong cái thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Tý. Quý vị đã biết ấy, những người tuổi Tý thì trong cái thời gian này cũng được dự báo là sẽ phải nghiêm túc và tập trung, bởi đây không phải là một cái thời gian cho các bạn nhàn hạ. Vì tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, chúng ta cùng diện là Tý và Mão là tương hình, vô nữ trì hình. Nói chung ấy, trong cái thời gian từ nay đến cuối tháng sẽ không phải là cái thời gian cho các bạn gì nhàn hạ hay là duy trì trì hoãn được nữa. Các kế hoạch, các dự định đặt ra từ trước đến nay thì nên có một cái sự xem xét cẩn trọng và đánh giá sao cho phù hợp với cái tình hình thực tế. Nói chung ấy, trong thời gian này công việc thì cũng để không được suôn sẻ cho lắm. Nhắc nhở những người tuổi Tý cũng nên sẵn sàng chuẩn bị cái tinh thần để đương đầu tốt hơn với những khó khăn, với những cái thử thách nó đang diễn ra trước mắt. Thì đây cũng là cái thời điểm dễ xảy ra những cái rắc rối, mâu thuẫn ngoài ý muốn. Điều quan trọng là quý vị hãy thì giữ một cái đầu lạnh và chú ý trong cách hành xử cũng như là cái làm việc thận trọng hơn để mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất có thể. Công việc nó gặp nhiều trắc trở, vậy nên là gì? Cái vận trình tài chính của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng có những cái suy giảm, giảm sút nhất định. Rủi ro nó tiềm ẩn khá là nhiều. Nếu mà không có sự tính toán cẩn trọng thì các bạn có thể là gì đánh mất tiền vào bất cứ lúc nào. Thu nhập từ công việc chính cũng tạm thời được ổn định, đủ để đáp ứng cho cái nhu cầu chi tiêu và sinh hoạt thường ngày. Nếu có kế hoạch đầu tư thì các bạn cũng nên thận trọng và nhớ là đừng có quá tham lam. Và cũng nên gì tìm hiểu những người có kinh nghiệm và những chuyên gia để được tư vấn rõ hơn. Bên cạnh đó, trong cái tháng 2 âm lịch này thì vận trình tình duyên của những người tuổi Tý cũng không được tốt. Những người tuổi Tý khá bận rộn với công việc, có thể lơ là trong các mối quan hệ về tình cảm. Những người độc thân thì rất có thể sẽ xảy ra những cái tình huống hiểu lầm, mâu thuẫn, ngộ nhận tình cảm với những người khác dành cho bạn. Trong khi đó, các cặp đôi thì dễ xảy ra những chuyện tranh cãi, giận hờn vì thiếu cái sự chia sẻ. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Bên cạnh đó, cái sức khỏe của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng chỉ ở mức trung bình, chủ yếu là do áp lực tinh thần tương đối cao, có thể gây ra một số cái triệu chứng khó chịu về thể chất của các bạn. Căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến nhiều cái hệ lụy, đặc biệt là chứng mất ngủ, khiến cho cơ thể các bạn thiếu năng lượng và luôn trong tình trạng mệt mỏi. Các bạn nên điều chỉnh lại cái lịch sinh hoạt cá nhân và cho dành cho mình những cái thời gian để gì phục hồi cũng như là tăng cường luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng. Đó là con giáp đầu tiên là những người tuổi Tý. Như vậy nếu mà xét về độ may mắn thì những người tuổi Tý trong tháng này khá là xui xẻo nhé, do gặp cục diện là Tý Mão là tương hình, vô lễ trì hình. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi thứ hai là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, trong thời gian từ nay đến cuối tháng thì nói chung ấy, đây là một cái thời gian mà khá là bình ổn với những người tuổi Sửu.
Mọi việc thì muốn thế nào thì cứ làm thế đấy, gần như là không gặp phải cái biến cố khó khăn nào quá lớn khiến cho các bạn phải lo lắng. Nhưng đồng thời đây cũng là cái thời điểm cũng phải chưa ghi nhận được cái sự tiến triển nào đáng mừng đối với những người tuổi Sửu. Nói chung ấy, trong thời gian này thì có nguyệt lệnh nó không ủng hộ, nó cho thấy sự nghiệp của những người tuổi Sửu ấy gặp nhiều cái nguy cơ nó tiềm ẩn. Là hung hay cát thì quý vị cũng cần phải là gì, cân nhắc để xem xét. Nhưng mà nếu ngay từ bây giờ các bạn tập trung và nỗ lực nghiêm túc thì cái chặng đường phía trước cũng sẽ dễ dàng đi hơn rất nhiều. Đây cũng là cái thời điểm báo hiệu nhiều cái cơ hội tốt ở phương xa. Bản mệnh có thể sẽ gì cần phải có sự chủ động và sâu sáo hơn nữa để tìm kiếm dành cho những mình cái lợi thế trước những cái cạnh tranh bất cứ lúc nào có thể xảy ra. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng có những cái điểm sáng nhất định đấy. Những người tuổi này có thể gì ổn định về kinh tế nhờ vào các khoản thu nhập đều đặn. Bản thân con giáp này cũng biết cách kiểm soát cái tình hình tài chính một cách tốt, nên là chi tiêu cũng khá là thoải mái, không hề cảm thấy nó bị eo hẹp. Thời điểm này cũng chưa thích hợp để đầu tư, cần phải gì thận trọng tỉ mỉ để tránh bị lừa gạt. Bên cạnh đó, vận trình nhân duyên của những người tuổi Sửu thì gì nói chung ấy cũng có ít có cái sự tiến triển, hoặc là mọi thứ vẫn tiếp tiến triển theo cái chiều hướng không thuận lợi cho các bạn. Các bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian tiền bạc vào cái phương diện này. Quý vị hãy để mọi thứ diễn ra theo cái lẽ tự nhiên. Bên cạnh đó, các cặp đôi thì thường xuyên xảy ra những cái xích mích mâu thuẫn. Lúc này thì những người tuổi Sửu ấy cần phải kiên nhẫn hơn để thiết lập cái mối quan hệ tốt đẹp với những người mà mình thương yêu nhất. Bên cạnh đó thì cái vận trình sức khỏe của những người tuổi Sửu nhìn chung là khá là tốt, nhờ các bạn luôn duy trì cái thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ. Ngoài cái vấn đề sức khỏe về thể chất thì những người tuổi Sửu cũng cần phải chú ý đến cái sức khỏe về tinh thần của mình, nên giải tỏa kịp thời những cái cảm xúc tiêu cực và gì giữ vững cái trạng thái vui vẻ cần thiết. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam bảo quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam bảo quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp thứ hai. Tiếp theo con giáp thứ ba chúng ta xét đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, những người tuổi Dần nói chung ấy trong cái tháng hai âm lịch được cục diện là Dần, Mão, Thìn là tam hội, thì cái tháng hai âm lịch sẽ là cái khoảng thời gian suôn sẻ và giàu thành tích với những người tuổi Dần. Thì đây cũng là một cái thời điểm mà vận trình của những người tuổi Dần ấy cũng sẽ có nhiều cái sự thay đổi, xu hướng chung là đi lên tích cực, mọi thứ đều nằm trong cái tầm kiểm soát của những người tuổi Dần. Về mặt sự nghiệp thì những người tuổi Dần nói chung ấy có thể nói là không có thời điểm nào để chê cả. Cái sự quyết đoán và nhanh nhẹn sẽ mang đến cho những người tuổi Dần nhiều cái lợi thế trong cái công việc. Khả năng thăng tiến cũng cao hơn khi mà cái năng lực của các bạn cũng được nhìn nhận và đánh giá một cách xứng đáng. Nhìn chung cái vận may sự nghiệp của những người tuổi Dần ấy có nhiều cái cải thiện trong cái thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch. Các bạn nên nắm bắt để đầy đủ các cơ hội, đồng thời duy trì cái trạng thái làm việc hiệu quả để đạt được cái thành công lớn hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, về mặt tài chính của những người tuổi Dần ấy thì do công việc tiến triển tốt đẹp, kéo theo cái thu nhập của những người tuổi Dần cũng có nhiều cái điểm sáng. Con đường kiếm tiền làm giàu thì ngày càng được mở rộng, con đường phát triển thì ngày càng được bền vững. Nếu có cơ hội hợp tác, kinh doanh hoặc là đầu tư thì bản mệnh cũng nên tìm hiểu về cái gì điểm mạnh và mạnh dạn tiến hành, sẽ có những cái mối lợi nó tự nhiên nó đưa tới. Và thêm nữa, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Dần trong thời gian này thì cũng được đào hoa nó chiếu mệnh, nhân duyên với những người khác giới thì được khởi sắc,
đời sống tình cảm của các cặp vợ chồng, của các cặp đôi cũng khá là đặc sắc. Nhiều cái mối duyên cát lành ập đến, những người độc thân thì hoàn toàn có cơ hội thoát ế. Vậy nên quý vị hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ để nhanh chóng tìm được cho mình một cái đối tượng phù hợp. Bên cạnh đó, vận trình sức khỏe của những người tuổi Dần cũng khá là tốt. Nếu có vấn đề thì cũng chỉ là một vài cái bệnh lặt vặt do thay đổi thời tiết. Quý vị hãy duy trì cái thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ đúng giấc thì bệnh tật cũng sẽ tránh xa các bạn. Bên cạnh đó thì để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân nhé. Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ tư là những người tuổi Mão. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch thì vận khí của những người tuổi Mão trong cái thời gian này thì cát hung nó đan xen, nhưng nhìn chung ấy, cũng tương đối là ổn định, không gặp phải cái trở ngại nào quá lớn. Đôi khi các bạn có thể cảm thấy cuộc sống đều gì, nó cứ đều đều, nó có mức buồn tẻ, nên là quý vị hãy tự tìm kiếm niềm vui của mình bằng lên cái việc lên dây có tinh thần và tìm kiếm theo cho mình những cái đam mê mới. Trong thời gian này thì vận trình sự nghiệp của những người tuổi Mão ấy thì có thể phải đối mặt với một số cái thách thức, cái áp lực, nhưng đó đều là cái vấn đề mà ai cũng có thể gặp phải. Chỉ cần làm việc tập trung và chăm chỉ thì các bạn hoàn toàn có đủ cái bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và đạt được những cái thành công rực rỡ. Đồng thời trong quá trình làm việc thì quý vị cũng nên gì chú ý cái cách nói năng, cách hành xử của mình để không vướng vào những cái rắc rối, những cái thị phi. Thêm nữa, cái vận trình tài chính của những người tuổi Mão nói chung cũng được cải thiện, nhưng mà các bạn vẫn cần phải quản lý cẩn thận và có cái kế hoạch tiết kiệm chặt chẽ. Thì đây cũng là cái thời điểm mà cũng gì không mấy hăng hái, quý vị cũng ngại tính toán cái việc gì đó quá phức tạp, nên là cũng không thích tham gia vào các dự án đầu tư kinh doanh và những cái dự án có tính chất mạo hiểm. Thêm nữa, trong thời gian này cái vận trình tình duyên của những người tuổi Mão ấy, nói chung ấy thì chuyện tình yêu đôi lứa và hôn nhân gia đình thì đều duy trì ở mức hài hòa, hầu như là không có cái biến động nào mang tính chất là tiêu cực nó xảy ra. Nhưng mà cái tình cảm cũng thiếu đi cái sự lãng mạn, sẽ khó tránh khỏi cái phai nhạt. Các bạn nên có những cái hành động gì chủ động để gì thể hiện cái tình cảm của mình nhiều hơn, đừng có chỉ biết nhận mà lại ngại cho đi. Thêm nữa, sức khỏe của những người tuổi Mão ở trong giai đoạn này thì cũng bị nguyệt lệ nó không ủng hộ, nó xung khắc. Vậy nên là bản mệnh sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cái phương diện sức khỏe. Tuy con giáp này có thể là không mắc những bệnh nghiêm trọng, nhưng mà bệnh vặt là khó tránh khỏi. Tinh thần thì xuống dốc, dễ bị stress, dễ bị căng thẳng, khiến cho cơ thể bị suy nhược đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân nhé. Tiếp theo, con giáp thứ 5 chúng ta xét đó chính là những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, cái thời điểm từ nay đến cuối tháng thì những người tuổi Thìn gặp cục diện là gì? Thìn và Mão là lục hại. Những người tuổi Thìn được dự báo là có thể đối mặt với khá nhiều cái áp lực do cục diện gì lục hại nó ám ngữ. Cái vận khí nó suy giảm, họa thị phi thì nhiều, tiểu nhân thì vây quanh, cạnh tranh thì lớn. Nói chung ấy, những cái hung họa nó có đang lơ lửng treo trên đầu, luôn có thể để các bạn vào cái hoàn cảnh bất lợi bất cứ lúc nào. Sự nghiệp thì gặp cục diện là gì? Thìn và Mão là lục hại. Vậy nên nó sẽ khuấy đảo mọi thứ. Công việc của những người tuổi Thìn thường phát sinh ra nhiều cái vấn đề trục trặc bất ngờ. Sự nghiệp thì gặp nhiều cái thử thách. Cái mối quan hệ với đồng nghiệp thì cũng không được gì hài hòa cho lắm. Có điểm báo đấu đá ngầm, bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Thời điểm này thì các bạn cần phải gì? Có một cái tinh thần lạc quan để đối mặt với các vấn đề nảy sinh. Bên cạnh đó, công việc thì nó gặp khó khăn, tài chính, thu nhập của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng không được tăng là mấy. Đôi khi còn có nguy cơ nó thất thoát, khó kiểm soát được. Điều này có thể liên quan đến những cái thách thức nghề nghiệp
hoặc là do các quyết định đầu tư cá nhân của các bạn bị mắc phải những sai lầm. Các bạn nên tính toán một cách thận trọng trong các hoạt động đầu tư, kẻo gì toàn gặp phải những xui xẻo. Đầu tư mạo hiểm cũng không phù hợp trong cái thời điểm này, các bạn nên từ bỏ cái ý định đó ngay. Thêm nữa, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Thìn trong thời gian này nói chung ấy, có được may mắn hơn một chút do có gì, có cái tài tinh với chiếu mệnh đó. Nhờ có sao Bách Việt với chiếu mệnh nên cái đời sống tình cảm của những người tuổi Thìn có nhiều cái khởi sắc hơn. Những người độc thân thì dễ gặp được nhiều cái thuận lợi, có thể cải thiện cái vận trình nhân duyên của mình trong cái thời gian này. Cơ hội mở ra rất nhiều, hãy cứ từ tốn để tìm ra những người phù hợp ưng ý nhất với mình nhé. Về mặt sức khỏe thì cái vấn đề duy nhất mà những người tuổi Thìn cần phải lưu tâm trong tháng này đó là cái sức khỏe của mình. Các bạn dễ gặp tình trạng mất ngủ hay là giảm sức chất lượng giấc ngủ, khiến cho cơ thể bị uể oải, thiếu năng lượng. Đối mặt với những cái thách thức trước mắt, nếu mà không có một cái nền tảng sức khỏe ổn định, các bạn rất dễ bị gục ngã. Nên có sự điều chỉnh kịp thời và chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như để tăng cường cái vận trình nhân duyên của mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng ấy được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp thứ 5. Tiếp theo con giáp thứ 6 chúng ta xét đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, thì những người tuổi Tỵ được dự báo là vượng vận quý nhân, dễ dàng đạt được nhiều cái thành tích cũng như là đạt được những cái điều mong muốn do được sự hỗ trợ của quý nhân. Xung quanh các bạn có rất nhiều người có thể cho các bạn những cái ý kiến hữu ích. Điều này cũng sẽ giúp cho cuộc sống của những người tuổi Tỵ diễn ra được suôn sẻ và hanh thông hơn. Công việc trong cái thời gian này cũng đón nhận nhiều cái cơ hội tăng trưởng. Tình hình thì càng ngày càng ổn định. Các bạn cũng tự tin phát huy cái năng lực của mình. Sức ảnh hưởng của con giáp này cho tập thể cũng ngày càng được khẳng định. Được người trên kẻ dưới trọng dụng ủng hộ, mở rộng cái con đường thăng quan tiến chức, danh lợi thì đều được như ý. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên đề phòng cái hung tinh có thể kéo đến, cái họa tiểu nhân ghen ghét đố kỵ hãm hại, hoặc là gì? Do ghen ghét với những lợi thế mà các bạn đang có. Bên cạnh đó thì cái tài vận của những người tuổi Tỵ cũng diễn ra gì? Hết sức là tốt đẹp, với những cái bước thăng tiến ổn định. Các bạn sẽ cảm thấy tài lộc của mình dần dần được cải thiện, đặc biệt là về mặt kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính. Con giáp này có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và thu được những lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, quý vị cũng không nên quá chủ quan, làm gì cũng nên duy trì cái thái độ thận trọng để duy trì cái vận may mình đã có nhé. Thêm nữa, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tỵ trong thời gian này thì những người độc thân có cơ hội gặp gỡ được những đối tượng ưng ý, thậm chí là có thể xuất hiện cả cái tình trạng là gì, tình yêu sét đánh. Nhưng các bạn không nên để cảm xúc của mình che mờ đi lý trí, nên dành thời gian để tìm hiểu nhau kỹ càng hơn. Gia đình thì hài hòa đó cũng là một cái động lực giúp các bạn gì phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống cũng như trong công việc. Vậy nên để gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ nhé. Tiếp theo, quan sát thứ 7 chúng ta xét đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão thì chúng ta cục diện là Mão và Ngọ là tương phá. Vậy nên cục diện tương phá nó ăn ngữ, nó gây ra nhiều cái sóng gió cho những người tuổi Ngọ trong cái thời gian từ nay đến cuối tháng. Rất may là cái sự xuất hiện của các tinh nó cũng hóa giải, giúp phần nào những hung vận
nhưng mà vẫn đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực rất nhiều thì mới mong có được cái sự chuyển biến tích cực về sau. Bên cạnh đó, sự nghiệp của những người tuổi ngọ trong thời gian này thì cũng gần như là gì? Là cái phương diện chịu cái cục diện tương phá mạnh mẽ nhất. Khối lượng công việc thì tăng mạnh, kèm theo cả những cái áp lực về tinh thần khiến cho những người tuổi ngọ khá vất vả để đương đầu cũng như là tìm ra những cái giải pháp. À, bản mệnh gần như là luôn phải tự mình vận động, một mình cán đáng mọi việc mà không nhận được cái sự giúp đỡ nào. Những người tuổi ngọ cũng nên có cái sự đề phòng trong các mối quan hệ, kẻo gì bị kẻ xấu hại lén sau lưng. Thêm vào đó, cái công việc nó khó khăn dẫn đến cái phương diện tài lộc của những người tuổi ngọ ấy thì cũng bị chìm lắng xuống. Đấy. Tài lộc thì khó có cơ hội làm giàu. À, công việc nhiều, nguy cơ có thể ảnh hưởng đến cái khoản thu nhập cố định của các bạn. Những người làm kinh doanh, buôn bán đầu tư thì tốt nhất nên bình tĩnh, chờ một cái thời cơ khác thích hợp hơn. Không nên quá vội vã hay là nhắm mắt nghe theo những lời rủ rê lôi kéo của bất cứ ai. À, thêm nữa, cái vận trình tình duyên của những người tuổi ngọ trong thời gian này cũng gì bất ổn. Đấy. Nói chung ý, bất ổn trong chuyện tình cảm của những người tuổi ngọ nên là quý vị cũng không nên chủ quan. Công việc bận rộn, tinh thần thì bất ổn khiến cho những người tuổi ngọ khó tiết chế được cái cảm xúc, có thể làm ảnh hưởng xấu đến cái mối quan hệ với những người thân. Vợ chồng thì nên chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng nhau có thể vượt qua những khó khăn trong thời điểm hiện tại. Thêm nữa, cái vận trình sức khỏe của những người tuổi ngọ trong thời gian này cũng chịu ảnh hưởng từ cái tinh thần căng thẳng nên là cũng có phần bị sa sút. Khi mà áp lực tăng cao thì các bạn cũng nên chú ý nghỉ ngơi, thư giãn để tránh kháng sức quá mức, đấy, dẫn đến tích tụ sở chết và gì gây nên những cái bệnh ngầm trong cơ thể. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ nhé. Tiếp theo, tuổi thứ 8 chúng ta xét đó chính là những người tuổi Mùi. Và thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch thì cái vận khí của những người tuổi Mùi được dự báo là sẽ tăng mạnh. Đó. À, nói chung ấy, trong cái tháng này rất thích hợp để mưu cầu đại sự, do được cục diện tam hợp là Hợi, Mão, Mùi nó tương trợ, nó giúp đỡ. Cầu tài thì đắc tài, cầu lộc thì đắc lộc. À, nói chung ấy, tài lộc thì đều được viên mãn do có các tín hiệu tích cực nó đứng về phía các bạn. Về mặt sự nghiệp thì nó sẽ có những cái tiến triển rõ rệt do được cục diện thì tam hợp nó tương trợ giúp đỡ. Quý nhân thì luôn ở bên cạnh các bạn. Những người tuổi Mùi cũng ghi nhận được cái năng lực làm gì cũng sẽ được tập thể ủng hộ. Tinh thần làm việc hăng say và sáng tạo cũng sẽ giúp cho những người tuổi Mùi đạt được những thành tích đáng nể. Các mối quan hệ trong công việc cũng rất là hài hòa, tốt đẹp. Quý nhân có thể là bất cứ ai ở bên cạnh các bạn. Dẫu vậy cũng đừng vội ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Càng thuận lợi thì các bạn cũng càng phải bình tĩnh, sáng suốt để đưa ra những lựa chọn mới để gì không bị tụt hậu về sau. Bên cạnh đó, công việc thì hay không, vấn đề tài chính của những người tuổi Mùi ấy, cũng sẽ được nhiều cái tài tinh nó chiếu mệnh nên nó cũng có khá nhiều cái điểm sáng. Kiên trì làm ăn thì tiền bạc cũng đổ về túi ầm ầm, rất có thể thu hoạch một cách bất ngờ. Tiền đến phải giữ thật chặt, đừng có gì để cho bị tổn thất. Thì đây cũng có thể nói là một cái tháng mà danh lợi song toàn với những người tuổi Mùi. Bên cạnh đó, nhân duyên của những người tuổi Mùi cũng được thúc đẩy, cái chuyện tình cảm lứa đôi thì ngày càng hài hòa, tốt đẹp. Các cặp đôi có thể tính đến cái chuyện kết hôn ngay trong thời gian này. Những người độc thân thì vượng vận đào hoa, tuy nhiên rất dễ rơi vào cái tình trạng là ngày lắm mối tối đằng không. Quý vị vẫn nên có sự cân nhắc một cách thận trọng hơn. Bên cạnh đó, cái phương diện sức khỏe thì về cơ bản là không có vấn đề gì nghiêm trọng đối với những người tuổi Mùi. Tuy nhiên các bạn vẫn nên chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã, thương tật ở chân tay hoặc là gặp phải những cái tai nạn hình thương một cách bất ngờ do một vài cái hung tinh nó vẫn còn ngáng trở.
Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những vận xui, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp thứ 8. Tiếp theo con giáp thứ 9 mà chúng ta xét đến không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Thân, nói chung ấy, trong cái tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, thì được dự báo vận khí của những người Thân, tuổi Thân ấy cũng đang trên cái đà tăng tốc ổn định. Bản mệnh cũng làm đâu thì hưởng đến đấy, càng chăm chỉ thì để càng dễ phát phú phát quý. Công việc của những người tuổi Thân trong thời gian này thì cũng không có nhiều cái biến động. Các bạn xử lý ổn thỏa mọi vấn đề, các kế hoạch diễn ra thì êm đềm và đều đặn. Đồng nghiệp thì quý mến, cấp trên thì tin tưởng, hiệu suất công việc thì không có điểm nào đáng chê trách cả. Có người còn may mắn, còn được gì quý nhân phù trợ, nhìn chúng cái cơ hội để phát triển sự nghiệp về sau. Xong, bên cạnh đó thì vẫn còn tồn tại những cái thách thức nhất định mà bản mệnh không nên chủ quan. Đấy. Quý vị làm gì thì làm cũng cần phải gì biết mình biết tay để trăm trận trăm thắng. Thêm nữa, công việc nó hanh thông thuận lợi, vậy nên là cái tài lộc của những người tuổi Thân ấy cũng được khởi sắc, cả chính tài và thứ tài thì đều rất là khả quan, nhiều việc làm nằm trong cái tầm tay của các bạn, tham vọng cũng sẽ có nơi để thể hiện. Những người làm đầu tư kinh doanh thì cũng khá là mát tay, nhờ nắm được cái xu thế và cái thị hiếu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu về tiền đầy túi, tình đầy tim. Không những vậy, trong thời gian này cái tình duyên của những người tuổi Thân ấy cũng được nguyệt lệnh nó ủng hộ. Nói chung ấy, nó báo hiệu cái dấu hiệu đào hoa rực rỡ, cho thấy cái chuyện tình duyên cũng khá là thuận lợi. Những người độc thân thì có đối tượng chủ động tiếp cận, nên là tình cảm vợ chồng trong thời gian này cũng khá là hài hòa, gia đạo thì yên ổn, có thể đón tin vui về cái chuyện con cái của một số cặp đôi. Có điều đào hoa nó có vượng, nó cũng có thể là một cái con dao hai lưỡi, gây ra những cái rắc rối trong chuyện tình cảm. Tình tây ba ngang trái phức tạp, nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé. Bên cạnh đó, sức khỏe của những người tuổi Thân trong cái thời gian này dù không gặp phải cái tình trạng nguy cấp nào, nhưng mà cũng nên duy trì cái thói quen sinh hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn. Quý vị cũng không nên mải mê quá với công việc mà bỏ bê cái cơ thể. Đấy. Thời điểm bận rộn quá thì quý vị cũng nên chú ý đến cái sức khỏe tinh thần và giải tỏa căng thẳng kịp thời. Đấy. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến con giáp thứ 10, đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian từ nay đến cuối tháng, đến tháng 2, tháng Đinh Mão ấy, thì những người tuổi Dậu gặp một cục diện là Mão Dậu là tương xung, nên đây là một tháng mà cũng có nhiều cái biến động, nhiều cái khó khăn, rồi cục diện xung khắc với nguyệt lệnh. Đấy. Nó khiến cho cái kế hoạch của những người tuổi Dậu nó bị đảo lộn, tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá, đâm nén sau lưng và dễ bị thị phi nó bủa vây. Nói chung ấy, trong thời gian này thì công việc của những người tuổi Dậu nó chiều hướng là lao dốc, nó cái hiệu suất và cái tinh thần làm việc thì bị giảm sút. Bản mệnh những người tuổi Dậu thường xuyên phải đối mặt với những cạnh tranh trong cả nội bộ lẫn bên ngoài. Nhìn chung ấy, cái áp lực trên vai của các bạn không hề nhỏ. Tuy nhiên, nếu mà có thể giữ vững cái ý chí, thấy khó không nản, cái khoảng thời gian cuối tháng ấy cũng sẽ gì có cơ hội trở mình do được gì cái sự phù trợ của một vài cát tinh. Bên cạnh đó, tình hình tài lộc của những người tuổi Dậu cũng chưa có tín hiệu nào khởi sắc,
hung tinh nó tác động, nó còn dễ dẫn đến cái nguy cơ là hao tài. Bản mệnh kiếm được nhưng mà lại thất thoát không ít, tiền vào rồi lại ra rất là nhanh, rất khó mà tích lũy. Kinh doanh buôn bán thì gặp nhiều cái khó khăn, dễ bị đối thủ cạnh tranh và gì thị trường nó bão hòa. Các bạn nên có những cái tính toán đổi mới để lấy lại cái vị thế của mình. Thêm nữa, trong thời gian này thì cái vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu nói chung ấy, nếu mà giữ được ở mức bình ổn cũng đã là cái điều may mắn lắm rồi. Quý vị cũng không vội mong cầu những cái điều lớn lao hơn mà đốt cháy giai đoạn, kẻo có thể bị phản tác dụng. Các cặp đôi cũng đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện xen ngang nó phá hoại. Những người độc thân thì vẫn còn nhiều cái trắc trở do là cái cảm xúc thất thường khi yêu. Bên cạnh đó, cái vận trình sức khỏe thì cũng có khá nhiều cái điểm cần phải lưu tâm. Đây cũng là cái thời điểm mà quý vị nên gì giải tỏa cái tinh thần kịp thời để tháo gỡ những cái suy nghĩ, những suy tư do áp lực công việc hoặc là do áp lực tài chính nó mang lại. Ngoài ra, những người tuổi Dậu tốt nhất là nên hạn chế đi xa. Trong trường hợp bắt buộc thì cũng nên lựa chọn những cái ngày tốt giờ tốt để mà xuất hành nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp thứ 10. Tiếp theo tuổi thứ 11 chúng ta xét, đó là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, trong tháng 2 âm lịch chúng ta được cục diện là Mão, Tuất là nhị hợp. Nói chung vận trình của những người tuổi Tuất có hung có cát, có thăng cũng có trầm. Sẽ có một số cái thay đổi và những cái thách thức xuất hiện trong cái sự nghiệp, tài lộc và các mối quan hệ của những người tuổi Tuất. Đòi hỏi những người tuổi Tuất cần phải để duy trì cái tâm lý ổn định để có thể dũng cảm đối mặt với mọi vấn đề tốt xấu có thể xảy ra đối với mình. Bên cạnh đó, cái sự nghiệp của những người tuổi Tuất được cục diện là Mão, Tuất là nhị hợp. Đấy, được cục diện nhị hợp nó chống nâng, nhưng bên cạnh đó những người tuổi Tuất lại bị nhiều cái hung tinh nó rình rập. Công việc thì trước thuận sau nghịch, làm gì cũng gì phải nhìn trước ngó sau. Đấy, tính toán một cách là cẩn thận và kiểm tra thận trọng để tránh sai một ly đi một dặm. Tuy hung hiểm nó tiềm tàng, vẫn có quý nhân nó nâng đỡ, bản mệnh có thể là gì tận dụng cái cơ hội này để thừa thắng mà xông lên nhé. Thêm nữa, ở cái vận trình tài lộc thì vẫn duy trì ở cái mức độ ổn định, thu chi thì cân đối, làm ăn buôn bán thì vẫn túc tắc, có hưởng lộc trời ban nhưng mà cũng chưa nhiều. Lúc khó khăn thì quý vị cũng cần phải kiên trì, đừng bỏ dở giữa chừng, đề phòng cái tiểu nhân nó gây ra cái mất mát về tiền bạc trước chuyện làm ăn kinh doanh. Cẩn trọng hơn với cái việc hợp tác để tránh bị lừa lọc hoặc là bị trở mặt. Thêm nữa, trong thời gian này cái vận trình tình duyên của những người tuổi Tuất nói chung ấy thì có đào hoa tinh nó chiếu mệnh, vậy nên thích hợp cho những người độc thân tìm kiếm nửa kia. Các cặp đôi thì cũng có thể tính đến chuyện hôn nhân đại sự. Thêm nữa, lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nó cũng rất thuận lợi cho cái cặp vợ chồng vun vén cái mái ấm gia đình. Khi mà cả hai đồng lòng thì không xóm sóng gió nào có thể là gì phá hoại cái hạnh phúc mà các bạn đang có. Thêm nữa, về mặt sức khỏe thì cũng tương đối là bình ổn, không có cái triệu chứng bệnh tật nào phải lo lắng. Một số cái triệu chứng khó chịu thường ngày ấy, thì như là đau đầu này, mất ngủ này, hay là ngủ không sâu giấc sẽ biến mất nếu như các bạn tiếp tục gì cân bằng cái trạng thái tâm lý và giữ cái tinh thần thoải mái hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp thứ 11. Và con giáp cuối cùng chúng ta xét, đó chính là những người tuổi Hợi, con giáp thứ 12.
Thưa quý vị, cái vận trình của những người tuổi Hợi trong cái tháng 2, tháng Đinh Mão đúng không ạ? Được cục diện là Hợi Mão Mùi nó trợ vận, nên là gì? Cũng đang trên cái đà tăng trưởng ổn định. Nói chung ấy, trong cái tháng 2 âm lịch, với rất nhiều cái tín hiệu tích cực nó ủng hộ, khiến cho các bạn cứ băng băng tiến về phía trước. Sự nghiệp của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng gặp được cái vận may đầy mình, do được cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ, nên đây là một cái tháng rất là tốt. Các bạn có thể nhận được một số cái cơ hội phát triển về nghề nghiệp, như được thăng chức, tăng lương hoặc là chuyển sang những cái vị trí có tiềm năng cao hơn. Tuy nhiên, những người tuổi Hợi cũng có thể phải đối mặt với những cái vấn đề kèm theo khi mà chuyển nhân sự hoặc là gì, gặp xáo trộn chọn về cái chuyện tổ chức. Nói chung trong thời gian này, các bạn cũng nên thắt chặt sự hợp tác và các mối quan hệ trong công việc. Bên cạnh đó, vận trình tài chính của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng khá là ổn định. Cũng có thể coi là dư giả, nhưng cái nguồn thu chủ đạo của các bạn vẫn là công việc hiện tại. Vì thế nên tập trung vào phát triển hơn là ôm đồm nhiều việc cùng một lúc. Các kế hoạch hợp tác làm ăn cũng diễn ra nhẹ nhàng, nhiều chuyển biến tích cực. Các bạn có thể yên tâm duy trì cái hoạt động buôn bán kinh doanh đấy, ở cái thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, vận trình tình duyên của những người tuổi Hợi nói chung ấy, các bạn cũng cần phải chủ động hơn trong các mối quan hệ của mình, dành nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm đến vợ, đến chồng, đến con cái và cha mẹ nhiều hơn. Bên cạnh đó, cái vận đào hoa của những người độc thân nó cũng dần dần vượng lên. Nhân dịp này thì quý vị nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao, thì sẽ tăng cường cái cơ hội gặp gỡ được những người như ý. Thêm nữa, về mặt sức khỏe thì các bạn cũng cần phải lưu ý một vài cái hung tinh nó sẽ gây ra những cái tai nạn bất ngờ. Những người tuổi Hợi cũng cần phải thận trọng, kẻo lại gặp cái họa huyết quan hay là va vấp, những cái sự cố bất ngờ nó xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đến sức khỏe của mình. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, cũng như là để bảo vệ cái cuộc sống của mình được tốt lành hơn, những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trợ đời cho những người tuổi Hợi nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình 12 con giáp trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.